Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở tiệm này thì giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,63%, đứng quanh mức 1.853,46 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.850,30 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.866,43 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,29%, giao dịch ở mức 103,278 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 21.654 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì cũng trong xuống giảm, thời điểm này đang đứng ở mức 3,705% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 79,246 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo Han Tan, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Oceanity cho biết, vàng dường như miễn cưỡng thực hiện một động thái lớn khi mà dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ hiện ra lờ mờ. Bằng chứng mới cho thấy lạm phát vẫn tăng cao một cách bướng bỉnh, sẽ khiến giá kim loại quý này tiếp tục nới lỏng mức tăng từ đầu năm cho đến nay. Tuy nhiên, thì nếu lạm phát thấp hơn so với dự kiến, điều đó sẽ cho phép Fed dừng tăng lãi suất và sẽ có nhiều cơ hội hơn để vàng tăng lên 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI, tương đo lạm phát của Mỹ dự kiến sẽ tăng 0,4% trong tháng 1 năm 2023. Các bản sửa đổi đối với bộ dữ liệu trước cho thấy CPI tăng trong tháng 12 năm 2022 thay vì giảm như ước tính trước đó. Báo cáo chỉ số CPI tháng 1 năm 2023 được công bố vào ngày 14 tháng 2. Mặc dù theo truyền thống, vàng được coi là một hàng rào để chống lại lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao để chế ngự giá cả tăng dẫn đến chi phí cơ hội cao khi mà nắm giữ vàng thỏi không mang lại lợi suất. Trước đó thì cũng theo Reuters, các chuyên gia cho biết đồng đô la Mỹ mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng gây áp lực lên giá vàng, trong khi thì kỳ vọng giảm lạm phát kéo dài đang bị thách thức. Còn các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ Australia nhận định rằng việc định giá lại những kỳ vọng của thị trường gần đây trong bối cảnh Fed thắt chặt chính sách tiền tệ có thể tạo ra một cơn gió ngược ngắn hạn đối với giá vàng. Một đợt bán tháo tiếp theo có thể đưa giá vàng giảm xuống dưới 1.800 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Vàng lậu sống khỏe nhờ chênh lệch giá. Chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước là câu chuyện đã được phân tích mổ xẻ và nhiều ý kiến đề nghị cơ quan quản lý vào cuộc trả lại sự liên thông cho thị trường vàng từ nhiều năm nay. Nhưng điều lạ là càng ý kiến thì khoảng cách chênh lệch không những không giảm mà ngày càng cao. Có những thời điểm trong năm 2022, giá vàng lên đến 74 triệu đồng cho mỗi lượng, kéo mức giá chênh lệch cao hơn giá vàng thế giới tới gần 20 triệu đồng trên một lượng. Ở thời điểm hiện tại thì mức chênh lệch có phần hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức từ 13 cho đến 14 triệu đồng trên lượng. Theo giới chuyên gia thì chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang củng cố một sự thực về vấn nạn buôn lậu vàng mà trước giờ vẫn là câu hỏi của nhiều người. Các chuyên gia tính toán mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vào khoảng 1 triệu đồng cho mỗi lượng là hợp lý, thì rõ ràng giá vàng trong nước đang một mình một chợ, không liên thông với thị trường vàng thế giới. Trên thực tế, thị trường kim loại quý thi thoảng lại nóng lên bởi các vụ buôn lậu được các cơ quan chức năng khui ra với những kỷ lục sau xô đổ kỷ lục trước. Số lượng buôn lậu vàng bị phát hiện có vụ đã lên đến đơn vị yến. Ngoài đường bộ thì vàng nhập lậu trái phép còn thông qua cả đường hàng không và đường biển với khối lượng không hề nhỏ. Từng có thời điểm buôn lậu vàng hoạt động rầm rộ, đến mức mỗi năm có tới gần 50 tấn vàng nhập lậu được tuồn vào biên giới. Theo ông Đinh Nho Bảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam tính toán, trung bình mỗi năm nhu cầu vàng nguyên liệu sản xuất trang sức chiếm từ 20 cho đến 30%, còn 70 cho đến 75% là vàng sản xuất vàng miếng. Trong khi đó thì tổng nhu cầu vàng nguyên liệu trên thị trường mỗi năm cả nước tiêu thụ 70 cho đến 100 tấn vàng, nghĩa là nhu cầu vàng trang sức khoảng 20 tấn. Nhu cầu lớn nhưng hiện nay, ngân hàng nhà nước quy định cấm các doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu nên các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức phải mua trôi nổi trên thị trường. Theo ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Vàng Việt Nam, mức chênh lệch chỉ cần 1% thì vẫn có thể dẫn đến buôn lậu vàng.
Bởi vàng có giá trị vật chất rất lớn, chỉ cần mang cho lọt qua biên giới một vài lượng vàng hết sức nhỏ gọn, dễ che giấu, thì tiền lời có thể lên đến nhiều triệu đồng. Lãi suất buôn lậu vàng không kém buôn ma túy. Mang 1 kg vàng vào nội địa có thể kiếm lời gấp 10 lần buôn ma túy. Mà buôn vàng thì dễ hơn và nếu có bị bắt thì chịu án thấp hơn nhiều. Hơn nữa, khác với các mặt hàng cùng chủng loại khác như là ngoại tệ thì luôn có series, vàng buôn lậu chỉ cần trót lọt qua biên giới sẽ tự khắc mất dấu. Các đối tượng mua vàng lậu sẽ nấu chảy thành vàng nguyên liệu, không để lại chút dấu vết nào, trở thành nguồn vàng nguyên liệu trôi nổi và tuồn vào các xưởng chế tác. Từ đó sẽ ra đời một sản phẩm vàng mới, có dấu vàng mới thoát xác hoàn toàn khỏi mác vàng lậu, nghiễm nhiên trở thành báu vật của một người nào đó. Nhu cầu thị trường cao, vì lợi nhuận quá cao nên vàng lậu không những có đất sống mà càng phát triển và nó kích thích lòng tham của nhiều người. Theo các chuyên gia, nếu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới về mức hợp lý sẽ khắc phục được tình trạng buôn lậu vàng. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đến thời điểm sáng ngày hôm nay, hai mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn bột số 9 hiện tại cũng chưa có điều chỉnh về giá sau khi được điều chỉnh giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.645.000, bán ra 6.725.000. Giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.727.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000. PNG Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.735.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000. Doji Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.725.000. Phú Quý SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.655.000, bán ra 6.730.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.720.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.560.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.645.000, bán ra 6.725.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.727.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Sau khi được điều chỉnh giảm khá mạnh trong khoảng 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.727.000. SJC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.728.000. SJC Bình Phước mua vào 6.643.000, bán ra 6.727.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.645.000, bán ra 6.725.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.647.000, bán ra 6.730.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.645.000, bán ra 6.727.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.727.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.385.000, bán ra 5.475.000. Nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.385.000, bán ra 5.485.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.355.000, bán ra 5.435.000. Vàng 24K mua vào 5.251,2 nghìn, bán ra 5.381,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.891,7 nghìn, bán ra 4.091,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.983,9 nghìn, bán ra 3.183,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.081,6 nghìn, bán ra 2.281,6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.